Nghệ thuật Tiki. Xin chào các bạn nhỏ. Các em đã sẵn sàng để học vẽ chưa nào? Để vẽ một kim tự tháp, đầu tiên chúng ta sẽ vẽ một đường thẳng và sau đó là hai hình tam giác ở hai bên. Bây giờ chúng ta vẽ các đường ngang trên cả hai hình tam giác. Và đây chính là kim tự tháp đấy. Thật là đơn giản phải không các em? Đã đến lúc tô màu rồi. Chúng mình sẽ dùng màu hồng nhé. Tiếp theo là một màu đỏ tươi đáng yêu. Rồi đến màu lam. Màu xanh lá cây xinh xinh. Màu cam nhạt nhẹ nhàng. Và cả màu vàng nữa. Kim tự tháp của chúng ta trông mới tuyệt làm sao. Và ở đây là chút màu đỏ cuối cùng. Ta-da! Hãy cùng xem những màu sắc của chúng ta này các em. Nào là màu hồng, màu đỏ tươi, màu lam, xanh lá cây, màu cam, màu vàng và cả màu đỏ nữa. Đây là kim tự tháp của chúng ta. Phải tạm biệt nhau rồi. Hãy đăng ký kênh để xem nhiều video hơn. Nghệ thuật Tiki.